Ok, hello 500 anh em. Và tối hôm nay mình lại xuất hiện để làm cái video để livestream một cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn của hãng Max Pro. Nãy giờ ngồi chuẩn bị để lên hình, hơi mất thời gian một chút. Nó có bị gì không ta? Sao nó không hiện lên rõ ta? Không thấy người xem. Ok. Rồi. Đây là một chương trình mình sẽ kết hợp cả hai trong một, đó là Vương vừa chương trình chạy ngay đi và click ngay kẻo lỡ, tức là mình chạy cùng một chương trình giảm giá cho cả tại cửa hàng và cả mọi người mua website. Ưu điểm của mọi người khi mua tại cửa hàng đó là chúng ta không phải tốn tiền ship, chúng ta chạy đi và chúng ta lấy về. Còn những anh em nào mua tại tỉnh có một ưu điểm là chúng ta vẫn được áp dụng cái chương trình khuyến mãi này. Tất nhiên giá thì nó không bao gồm phí vận chuyển và anh em khi mua hàng thì vẫn phải chịu phí vận chuyển trên website thôi, thì nó rõ ràng rồi, ai chịu đồng ý thì mua. Mà khi đã đồng ý rồi thì không có thắc mắc nữa là sao nó bắt nó rẻ, tại vì nó đã hiện rất là rõ ha. Rồi, xin chào anh Nguyễn Trường Phong, xin chào bạn Nguyễn Kiên. Và trong cái chương trình hôm nay thì mình sẽ có bốn cái combo cực kỳ hấp dẫn luôn, chất lượng rất là tốt, giá rất là đẹp luôn cho tất cả mọi người. Giá đã rẻ rồi, nay nó còn rẻ hơn nữa. Và lưu ý mọi người chỉ áp dụng 7 combo duy nhất, 7 combo duy nhất thôi, nên ai có nhu cầu mua thì nhanh chóng mua hàng để chúng ta có thể được hưởng được ưu đãi này. Xin chào anh Ngô Tùng. Một điều đặc biệt khi trong cái chương trình ngày hôm nay là mình vui mừng chia sẻ mọi người là cái website mình đã vừa thêm nâng cấp thêm một chức năng nữa, là khi mà mọi người chỉ cần thêm vào giỏ hàng hai sản phẩm trong cái chương trình khuyến mãi này thì không cần phải điền mã khuyến mãi nữa, mà khi mà tính thanh toán thì nó sẽ tự động giảm cho mình luôn. Rất là tiện lợi, không cần phải làm thêm bất cứ một thao tác nào hết. Vài bữa nữa thì nó sẽ thêm một cái phần nữa là nó sẽ hiện lên cái giảm giá cho mình luôn, giống như mọi người mua hàng trên Amazon hay những cái trang bán hàng lớn thì nó sẽ có cái phần như vậy. Thậm chí là mình mua sản phẩm này nó sẽ gợi ý cho mình một sản phẩm khác đang giảm giá nếu mua cùng ha. Và chúng ta sẽ có được những tiện ích tuyệt vời, giống như một cái giá trị mà Store là một mình đang hướng đến, một trong 7 giá trị mình đang hướng đến là sự tiện ích. Mình sẽ cung cấp những tiện ích tốt nhất để mọi người có thể mua hàng một cách dễ dàng nhất và trải nghiệm được những cái dịch vụ uy tín chất lượng từ cái store của mình. Hả team, đúng rồi, Trần Cao Chí, cả team, anh Giang Nguyên Gia, chào anh luôn. Và đã được 42 người xem sau khi mình đã lên sóng trong vòng khoảng 30 giây. Dạo này mọi người rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện trong vòng 5 phút để có thể số lượng nó lên chút xíu cho nó công bằng. Anh em nào đến sau không mua được khuyến mãi thì anh em sẽ buồn. Chào bạn Lê Thành. Anh em là lên trước thì sẽ có nhiều ưu đãi, còn lên sau thì nó sẽ hơi chậm chút xíu. Chúng ta sẽ tập một thói quen là trong mỗi cái chương trình livestream mình sẽ có phần giao lưu nhỏ nhỏ ở đầu chương trình khoảng 5-10 phút để anh em có thể giao lưu với nhau. Mọi người có thể gửi những câu hỏi hay là những cái thắc mắc hay là những cái câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người bằng cách bình luận bên dưới này. Rất là đơn giản. Mọi người có thấy hôm nay là mình đẹp trai hơn ngày bình thường đúng không? Đẹp trai hơn nữa, ánh sáng đồ nhìn rất là đẹp luôn. Hôm nay là mình và bạn kỹ thuật đã dựa thêm một cái công nghệ mới nữa làm cho nó đẹp hơn ha. Mỗi ngày mà muốn nó đẹp hơn, ngày mai nó sẽ đẹp hơn nữa. Ngày mai mình sẽ hướng tóc ha. Dạo này tóc dài quá nên là chưa có tút tát lại nên là hơi già. Sáng có anh kia, anh vô gặp mình, ở mày sao mà nhìn trên website mình, trên video mày đẹp trai quá, mà sao đây mình xấu quắc vậy. Trời, nghe nó buồn dễ sợ luôn. Mà những có ông đó ông nói vậy thôi, chứ hầu như ai đến cửa hàng mình đều khen mình đẹp trai hơn là trên hình á. Ai đồng ý sẽ yeah. Ok, thích lắm, theo dõi anh lâu rồi nhưng chưa biết gì ngày ngày. Không sao, bạn Quỳnh Bá Bun. Từ từ sẽ biết thôi, cái gì cũng cần thời gian, không có gì tự nhiên mà biết liền á. Quan trọng là chúng ta có chịu bỏ thời gian ra để chúng ta tìm hiểu nó hay không thôi. Đó, rồi. Trong cái chương trình ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ có hai cái phần. Cái phần video livestream đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu về chương trình giảm giá trong tuần sau. Trong tuần này, hôm nay là thứ ba rồi. Trong tuần này và sau cái video này mình sẽ tắt và mình sẽ có một cái chương trình. Sau đó mình nghỉ một chút xíu, mình sẽ có một chương trình khác là chia sẻ, giao lưu cùng mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình, anh em đợi cũng lâu quá rồi ha. Rồi, trong cái chương trình này thì cái combo đầu tiên đó là một combo rất là hấp dẫn. Nếu mọi người bắt đầu làm mập DIY, làm ở nhà thì một trong những cái máy mà chúng ta rất là cần đó là cái máy khoan. Máy khoan thì theo cái cách thông thường xưa giờ khi chúng ta mua máy khoan là chúng ta chỉ mua máy khoan động lực hai chế độ để chúng ta có thể khoan tường. Tại vì hồi xưa nếu mà chúng ta muốn bắt một cái gì đến tường thì chỉ có một phương pháp duy nhất là bắt tắc kê. Tức là nó khoan một cái lỗ, bắt cái tắc kê vô rồi bắt con vít vô.
Nhưng ngày hôm nay thì không cần những cái điều đó nữa. Chúng ta có thể bắt một cái điều, cái nào đồ đó trên tường mà không cần tắc kê, nhờ bằng vít không tắc kê của hãng Eureka. À, và chúng ta có thể khoan được lũng tường bằng một máy khoan bình thường thôi, không cần chế độ búa luôn. Đó là máy khoan pin, hoặc là máy khoan yếu hơn máy khoan pin cũng khoan được. Nói chung mất thời gian chút thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy chúng ta có một cái máy khoan pin, một lựa chọn máy khoan pin rất là tốt. Có những ưu điểm sao? Một là hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng, bảo hành luôn pin. Cell là cell Samsung. À, pin là pin lithium. Nó có nguyên một combo, có hộp, có đủ đồ nghề để chúng ta có thể mua và chúng ta chơi luôn, và giá của nó cực kỳ tốt. Mức giá rất là tốt luôn. Mình thấy là so với những cái hãng khác là mức giá tốt. Và mình bán cái máy này xưa giờ mình chưa bảo hành cái nào. À, mình chia sẻ mọi người vấn đề này luôn. Rồi. À, bạn anh ơi, anh còn mở cửa không? Giờ này mà mở cửa gì nữa trời. Giờ này ngủ rồi. À, Nguyễn Tuấn Vinh anh ơi, muốn làm video như anh thì anh có dịch vụ hỗ trợ? Có luôn, sắp rồi. Sắp rồi nha, sắp mình sẽ mở cái chương trình của dịch vụ là cho thuê phim trường, cho thuê dịch vụ, cho thuê kỹ thuật. Sắp rồi ha, từ từ. Anh xấu hay bà, chỉ có chất lượng video đẹp thôi. Ok. Bảo nói rất là thật lòng. Và nó đã chạm đến nỗi đau con tim của tôi. Hồi xưa khi mà mình mới còn nhỏ thì mình hay bị chê là xấu trai. Nhưng mà càng lớn mình thấy những cái lời chê đó thật ra là sai hết. Càng ngày mình thấy mình càng đẹp trai. Nhìn tổng thể con người mắt mình không có cái gì đẹp hết á, nhưng mà gộp lại tự nhiên cái đó đẹp. Anh Nguyễn Trường Phong, cập nhật hàng mới trên store đi, bên ơi, thiếu hết hàng. Tại vì cái store mình, website của mình đang cố gắng hoàn thiện về mặt kỹ thuật trước. Còn nội dung mình đang, mọi người thấy có một điều mà mình đang cố gắng làm đó là gì? Đó là hình ảnh. Hình ảnh mà mình đang làm là hình ảnh của mình tự chụp. Và mình muốn cho người cái chân thật nhất về sản phẩm của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ nói lại cái việc cái máy khoan. Bây giờ nãy giờ nói vòng vòng quá, giờ vô nè. Đây, máy khoan pin 12V của hãng Max Pro. Cái máy này khi mới bán thì giá tầm khoảng, hồi xưa mình bán tầm khoảng 1,7 triệu. Mới ra bán giá nó rất là mắc. Bây giờ mình đã làm ăn với này gần 2 năm rồi. Những cái ưu đãi rất là tuyệt vời luôn. Và trong cái chương trình này họ đã làm riêng cho mình một cái promotion riêng cho mình luôn, giảm giá riêng cho mình luôn để mình giảm giá ngược lại cho mọi người. Đảm bảo người có mức giá cực kỳ tốt. Đây là cái máy khoan 12V. Con này thì nó có những cái thông số như sau. Con này thì nó sẽ là lực kéo nó là 28 Nm/m. Với cái lực kéo này thì chúng ta dư sức để bắt vít 5 phân 6 phân nha, vô gỗ thông hoặc là khoan mồi bắt vít vô những cái gỗ cứng bình thường. Thứ hai là cái pin của nó là pin lithium, dung lượng là 1500 mAh, là 1.5A đó. Và cái volt của nó là 12V. Dòng pin 12V và dòng pin 10V8 là một. Mình nhắc lại một lần nữa. Rồi cuối cùng, ở tiếp theo về tốc độ thì nó có hai cấp tốc độ. Một là từ 0 đến 350 dòng trên phút. Thứ hai là từ 0 đến 1001. So với những cái dòng khác thì cái này nó hơi yếu ở chỗ này. Tức là cái tốc độ thấp quá, mình thì không thích tốc độ thấp. Khoảng 1003 xài nó ngon hơn. Còn cái này cứ 1001, nhưng nó vẫn tốt hơn những cái máy 750 dòng trên phút. Những cái máy khoan bắt vít mà dùng điện như của hãng Maxro, của hãng Total hay DCA thì nó chỉ có 750 dòng trên một phút thôi. Thì với cái máy khoan đó thì giá nó cũng tầm khoảng gần cả 700-800 ngàn rồi. Còn cái máy này chỉ có 1 triệu mấy thôi, có 1 triệu mấy thôi ha, chỉ gấp đôi thôi. Nhưng mà cái trải nghiệm sử dụng nó khác hoàn toàn. Cái điều thứ ba đó là con này có tới 17 cộng 1 cấp độ trượt, tức là 17 cộng 1 cấp độ siết lực để chúng ta có thể bắt vít. Pin nó dùng khoảng nó sạc trong vòng 1 giờ. Và một cái bộ như vậy nó có hai cục pin, một cục sạc 220. Cục sạc này chúng ta có thể đi công trình rất là thoải mái. Anh em nào có nhu cầu hỏi gì thì cứ hỏi mình, mình sẽ trả lời cho anh em ngay trong cái chương trình này luôn. Vì đây là chương trình trực tiếp nha, chứ không phải là chương trình quay đi phát lại. Anh em cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời chính xác luôn. Hả tim anh em ơi. Vô. Đây là cái thùng đồ nghề của chúng ta. Cái này nó sẽ đựng được trong một cái thùng rất là đẹp. Đó mọi người thấy. Hiếm có cái hãng nào mà đầu tư như vậy. Một cái thùng bằng nhựa có hương hiệu in nổi nha, chứ không phải là dán giấy nha. Một số hàng Trung Quốc trôi nổi trên thị trường là nó chỉ có cái thùng mà nó dán cái tờ giấy thì can lên thôi. Nó khác, cái này là hương hiệu đàng hoàng. Đó, thùng rất là gọn, đẹp. Chúng ta có thể bỏ ra những sản phẩm khác ở trong này, chẳng kìm kéo cắt gì đó. Cái nào bỏ dừa chúng ta cứ bỏ vào trong đây, và chúng ta có thể xách đi công trình. Đó. Cái thùng này có khóa luôn. Anh em nào sợ mất thì khóa lại. Mắc lạc vặt bên trong thì khóa lại, còn muốn mắc nguyên cái thùng thì khóa luôn.
đảm bảo bên em là bất nguyên cái thùng luôn. Lúc đó nó không còn dự định là sẽ lấy cái gì đó trong đó nữa, mới lấy nguyên cái thùng cho nó gọn. À, bực mình quá về nhà cắt luôn. Rồi, đây là cái máy của chúng ta. Đó. À, máy 12V, đèn LED siêu sáng. Pin. Đây cho mọi người xem để phân biệt một cục pin tốt và một cục pin không tốt nha. Gần gần lại chút xíu nè. Đây, nhìn cái hướng này nè, nhìn cái hướng này. Một cục pin chất lượng á thì cái mông này hơi tối, để mình lấy cái gương mặt mình làm nền. Đây. Thì á cái cục pin mà dởm á nó sẽ không có cái khớp này nè. Mọi người sẽ thấy nó có cái khớp ở đây. Những dòng pin dởm á là nó với vuông này, mấy cái máy nhái của Makita mà Hybrid mọi người thấy là nó xung đột luôn. À, khi mà mình cắm vô đây nè. Nó rất là dễ bị xúc ra. Và đặc biệt là tại sao những cái máy đó nó xung đột, biết không? Thì cái khuôn nó làm nó dễ, và thứ hai là nó sản xuất hàng loạt. Sau đó làm gì? Nó dập cái tem lên đây. Nó dập cái tem lên đây nó bán, và nó có thể bắt chước một hãng nào đó, nó bắt chước thương hiệu rồi đó để nó bán. Đây là nó có cái chỗ để chúng ta hiển thị là pin còn bao nhiêu. Đó, ngon lành ha. Pin hay rất là dễ, cắm vô. Sạc đàng hoàng là sạc đốc đàng hoàng nha, sạc đế chứ không phải là sạc adapter nha. Cắm vô sạc ha. Sạc 220 luôn. Dây đàng hoàng rồi có đồ, nói chung là này nó làm đồ khá là đàng hoàng. Đẹp. Hồi xưa thì nó hơi mắc, giờ ra rất là tốt. Rồi, ở trong này nó còn tặng thêm cho mình nữa, khuyến mãi cho thêm là gì? Mấy mũi khoan, mũi vít. Những ai mà xài ít thì mua cái này xài là được rồi. À, đối với mình thì những cái này mình bán đồ xịn nhưng mà những cái này mình không có quan trọng lắm. Xài chơi chơi thì được, xài ít ít thì được. Đây là phiếu bảo hành nè. Trong đây nè, phiếu bảo hành và cả có sách hướng dẫn luôn và các catalog, các sản phẩm khác của nó nữa. À, rất là chu đáo. Rồi, thì cái máy này nếu mà mọi người mua không thì mình đang bán trên website của mình giá theo đúng giá mà cửa hãng nó để ý cho mình luôn là 1.440.000 hay 1.400.000 đó, đại loại cả đó đó. À, mình có một đợt khuyến mãi là 1.350.000, những cái đợt khuyến mãi đó hết rồi hàng. Bây giờ cái hãng nào nó cũng tăng giá, ngay cả hãng DCA và Total nó cũng tăng giá nữa. À, không chỉ riêng DeWatt hay là Stanley, hãng nào cũng tăng giá. Tại sao? Cái giá nguyên vật liệu nó tăng nên là tất cả các hãng đều tăng hết. À, mọi người nếu muốn mua thì tranh thủ mua đi nha, nó đang tăng rất là nhiều. Rồi, xin chào mọi người, ít người xem bắt đầu cả trăm người mà, nhiều quá trời rồi, vậy đủ rồi. Ok rồi. Như vậy thì sẽ chắc chắn là nó sẽ không hấp dẫn cho mình đâu. Mình có một máy khoan để mình khoan rồi, một khoan gỗ, một bắt vít này nọ rồi, nhưng một cái máy khác nữa mà cũng rất là cần, đó là máy mài. Máy mài gốc, hai anh em, một số anh em ở ngoài Bắc thì hay gọi là máy cắt, mình thì gọi là máy mài gốc, tại vì mình dịch từ tiếng Anh ra có nghĩa là angle grinder. Còn máy cắt thì nó là đương nhiên là nó có thể cắt được, nhưng thật ra cái máy này để mài chứ phải đi cắt ha. Nên là mình dùng máy cắt thì có khi mình bị ngộ nhận về chức năng của nó. Cái vụ mà mọi người vô website mà không thấy á, có thể là do cái trình duyệt của mình á, nó bị vấn đề Lucas hay là một số vấn đề gì đó, chứ nó sẽ xảy ra một số máy, một số dòng thôi, chứ là đa số là mình test qua hầu hết là nó không có bị trường hợp đó. Anh em nào bị trường hợp đó thì có thể nhấn tổ hợp phím là Ctrl Shift R để reload lại cái website để nó tải hết tất cả cái hình lên. Tại vì website của mình thì những cái là hình thật, mình không có xài hình catalog nhiều. Hầu như là mới ban đầu khi mà supplier, tức là đối tác mình gửi sản phẩm qua thì họ sử dụng hình của họ là hình trên catalog. Rồi sau đó mình về mình mới chụp hình lại nên hình của mình chất lượng rất là cao, nên sẽ hơi nặng. Nhưng mà được ngược lại thì anh em sẽ được coi một cái hình thật, chất lượng sản phẩm thật. Rồi, đó là máy mài. Mình sẽ giới thiệu một cái máy mài giá rất là rẻ. Đây là con MBAG 760-100. Tức nghĩa là 760W. Thì cái con máy mài này là một cái máy mài sử dụng gia đình rất là tốt. Tại vì sao? Thứ nhất, chất lượng ok. Thứ hai, giá rẻ, công suất đủ. 760W là xài dư xăng. Tốc độ của nó là tới 11.000 vòng trên phút. Và đĩa là đĩa 100, đĩa phổ thông. Con này mình ưu tiên sử dụng này, tại vì mình ưu tiên cho mọi người luôn là công tắc trượt. Mặc dù mình biết cái công tắc trượt này rất là dễ bán nên không cần phải khuyến mãi. Nhưng mà mình nghĩ ngược lại là ok, mọi người cần, mình sẽ khuyến mãi mọi người cái này để mọi người mua có thể sử dụng ok hơn. Đó, nó tặng cho mình tay cầm luôn. Mọi người mua những cái máy mài của những hãng như Hitachi, DeWatt thì hai khoan thiền, ủa sao nó không tặng mấy cái tay cầm, đặc biệt là Hitachi.
Tại vì Hitachi quan điểm nó dưới 800W thì ông không cần dùng tay cầm. Nhưng đây là hàng của Trung Quốc sản xuất, thương hiệu Trung Quốc, và nó tặng cho mình luôn cái tay cầm à, chỉ có thông tặng đá mài thôi, tặng đồ mở luôn ha. Và trong này cũng có phiếu bảo hành, rồi có sách hướng dẫn, rồi có catalog để chúng ta hay xem những cái sản phẩm khác của hãng Maxro luôn. Đó là mọi người yên tâm, đủ đồ chơi. Và cái mức giá của cái máy này nếu mà mọi người mua lẻ là 580.000, chúng ta hãy xem trên website ha. Và cả hai cái máy này nếu chúng ta cộng lại là khoảng 2.220.000. Và trong cái chương trình này, trong cái combo này thì mình giảm giá cho mọi người là 1.800.000. 1.800.000 cho hai máy, chứ mọi người chia ra chỉ có 900.000 một máy thôi. Có 900.000 một máy thôi. À, và chỉ có 7 bộ duy nhất. 1.800.000 bảo hành 6 tháng nha. Bảo hành cả cái máy mài, cả cái máy khoan pin, cả cục pin, cả cục sạc luôn. Và thông thường cái hãng này nó bảo hành á, nếu mà nó không có nó sẽ đổi một cái khác. À, nên là mọi người yên tâm à, về cái chất lượng bảo hành của nó nha. Trừ khi mà mình làm cái gì nó banh chành ta lông thì á, người ta mới bảo hành nó hơi lâu thôi, chứ mà thường thường nó bảo hành rất là nhanh. Tại đồ nó phụ kiện là hàng chính hãng nha. Mọi người lưu ý đây là hàng Trung Quốc, Made in China, thương hiệu Trung Quốc. Một số người nó sẽ bán, người ta sẽ nói là thương hiệu kỳ sĩ à, không phải nha. Cái máy này á, cái người mà họ thiết kế á, thì nó từ Whistling à, nhưng mà cái sản xuất á, là ông Trung Quốc, và cái thương hiệu là ông Trung Quốc sở hữu. Mình nói rõ mọi người luôn, nhưng mà đây là hàng có thương hiệu đàng hoàng, có nhà nhập khẩu, có CO, CQ, có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Anh em mua cái giá này, giá khuyến mãi này là đã bao gồm VAT rồi à, mình bán hàng ở đây, mình nói cái nào ra cái đó, đã bao gồm VAT. Anh em mua xuất qua đơn, xuất qua đơn, ok, thoải mái. 1.800.000 cho combo đầu tiên, anh em có thể mua ngay trên website của mình. Chỉ cần anh em điền với người đầu tiên vô website, vô mục tìm kiếm, điền cái mã máy đây, mình sẽ cho người xem cái mã máy luôn. MBG760 và MBCD 12 ly. Khi mà tìm ra là ngay lập tức, và chỉ cần add vô giỏ hàng. Khi mà anh add vô hàng, anh em cũng không cần điền cái mã giảm giá luôn. Mã giảm giá của nó là Maxro 12V, mình ghi có thôi chứ thật sự là không cần phải điền. À, chỉ cần add hai sản phẩm đó vô giỏ hàng, tiến hành thanh toán thì tới mức cuối cùng tự trừ 220.000. À, rất là đơn giản đúng không? Đó, không cần phải mất thời gian. Tại vì một số anh em cũng không biết làm, nên mình làm sao cho nó tiện nhất cho anh em có thể làm được luôn. Đó. Bữa nay camera để gần quá không thấy cái bàn, chỉ cần thấy cái mặt mình thôi, không cần thấy cái bàn đâu ha. Cái mặt mình là đã đủ rồi. Rồi, Vinh ơi cho hỏi DeWatt DCF880D2 bao giờ có hàng, anh đợi 4 tháng rồi. Cái này cũng tùy hãng thôi anh ơi, hãng nói chung là mình phải hùi vào hãng thôi, hãng nó nói nhập về mà cuối cùng nó cứ delay hoài, không biết sao. À, cái body cũng chưa có luôn, nó chỉ có body của máy 787 thì có, nhưng mà chắc khoảng 1-2 tuần nữa thôi. Đang có một đợt hàng rất là lớn về. Mình lên đó bằng camera, thiết bị internet, nhờ Vinh tư vấn mình một máy khoan đa năng dùng dây không dùng pin, khoan tường gỗ sắt bê tông. Ok, anh cứ đợi đi, combo số 3 số 4 sẽ có cái máy anh cần. À, rồi. Xin chào chạy trốn hiện tại à, anh này chạy trốn hiện tại đến đây làm chi? Đây là chương trình hiện tại đó à, hiện tại trực tiếp luôn. Cái mẫu đầu tiên 1.800.000 một máy khoan 12V của hãng Maxro, và máy mài MBAG760, tức là máy mài 760W công tắc trượt của hãng Maxro. Cả hai đều bảo hành 6 tháng chính hãng, giá đã bao gồm VAT, chưa gồm phí vận chuyển cho anh em mua hàng online, và đã bao gồm phí vận chuyển tại cửa hàng cho anh em mua tại cửa hàng. Đó, anh em nào muốn free ship chạy lại cửa hàng mua à, ok. Rồi, tiếp theo chương trình mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái combo số 2. Cái combo số 1 nhiều người sẽ ôi cái combo này hơi yếu quá, mình muốn nó khỏe hơn một chút. Ok, khỏe hơn thì tốn nhiều tiền hơn, đương nhiên rồi, không bao giờ tự nhiên khỏe hơn một ít tiền hơn hết. Bây giờ mình, nhưng mà trong cái đặc biệt này, khỏe hơn, tốn nhiều tiền hơn nhưng khuyến mãi nhiều hơn. Đó là gì? Combo số 2. Combo số 2 của chúng ta đây, nó một máy mài gốc MBG951-100L và một máy khoan pin 18V của hãng Maxro.
đó, MBCD 18 ly. À, cái máy này bán giá thông thường của nó là 2.277.000 cái máy khoan pin. Máy này giá thông thường của nó là 700.000. Cả hai sản phẩm nếu mà chúng ta mua một cách bình thường không khuyến mãi đó là 2.977.000. 2.977.000. Nhưng trong cái chương trình giảm giá dành cho 7 người duy nhất này thì nó sẽ là 2.699.000. Hết đặt 99 cho nó dễ nhớ ha. À, 2.699.000, tức là chúng ta sẽ giảm được 278.000. Hồi nãy là chỉ có 220 thôi đúng không? Còn này dính 278.000. Đó là mức giảm rất là lớn nha. Dư tiền ship cho anh em luôn rồi đó. Anh em nào ở tỉnh là tiền ship 278.000 là dư luôn á. À, còn đến cửa hàng là lời tiền xăng rồi đó. Lời tiền xăng, lời thêm một phần cơm, lời thêm một phần trà sữa, lời thêm một phần cà phê. Nói chung là lời. À, chỉ 7 phần duy nhất. Chạy ngay đi anh em ơi. Đây, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái máy này nó như thế nào. Đó. Đây. Đây. Đây là máy khoan pin Maxro 18V. Con này có những cái đặc điểm như sau thì mình sẽ giới thiệu cho chúng ta. Đầu tiên đó là nó đựng trong một cái gì? Đặt trong một cái thùng. Đó. Một cái thùng nhựa rất là chỉnh chu giống như con 12V thôi. À, hầu như cái đồ nào của Maxro nó cũng sẽ đựng trong những cái thùng như thế này. Cái thùng này bự hơn cái thùng hồi nãy. À, tại vì sao cái máy lớn hơn? Đó. Ngon lành chưa? Thùng này thì cũng có khóa để chúng ta khóa đồ. À, nhưng mà khuyên mọi người đừng nên khóa ha. Khóa thì sẽ mất hết, còn không khóa thì có thể mất một hai cái thôi. Rồi. À, ở đây nó bị chốt lại rồi, mình sẽ lấy cho anh cái dao lọc giấy để anh cắt cái này cái. Rồi, thì cái máy này mình có thể thuộc lòng mình giới thiệu cho mọi người luôn. Thì con này dùng pin 18V lithium. Pin này là nó dùng cái cell pin Samsung y như con 12V và nó cũng bảo hành 6 tháng như chúng ta luôn. Bảo hành lung pin, bảo hành body, bảo hành sạc, sạc 220. À. Đó. Đây. Con này thì tốc độ nó sẽ cao hơn con 12V hồi nãy. Lực kéo nó cũng tốt hơn, lực kéo con này tới khoảng 30. Đây mình coi này, coi nó có ghi không. Lực kéo của nó là 35 Nm/m. 35 Nm/m là một lực rất là mạnh nha. Là chúng ta khoan bắt vít 6 phân vô gỗ không cần khoan mồi đó, là kéo vô tư. 15 cộng 1 cấp độ trượt. Tốc độ của nó là từ 0 đến 350 vòng trên phút và từ 0 đến 1.001. Đây là cái điều đáng buồn tại vì nó không cải thiện cái tốc độ cao hơn. Mình thì thích xài tốc độ cao để khoan máy nhanh hơn. À, đảo chiều đương nhiên rồi, sạc trong vòng 1 tiếng và cục pin nó là 1.5A. Đó. Pin lithium nha. Pin của là cell Samsung nha. Đó, nó cam kết với mình là cell là Samsung. Đây, đó, chúng ta xem. Nhìn chỉnh chu không? Đàng hoàng không? Nhìn rất là bắt mắt. Đây là những cái phụ kiện đi kèm, đầu bắt vít, mũi khoan. Ở đây nó tặng thêm cho mình một đầu bắt vít dẹp, một vít ba ke nữa, nhiều hơn cái kia một phụ kiện. Rồi, đây là hai cục pin. Đó, mọi người thấy pin nè. À, pin làm rất là đàng hoàng nha. Đó. Đã sao luôn. Hàng nhập xứ Trung Quốc ha. Rồi, đây là cục sạc của chúng ta. Sạc 18V và điện 220. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái máy này. Cái máy này thì nó sẽ không có chế độ khoan búa ha. Nó chỉ dùng để khoan bắt vít. Mọi người nghe tiếng máy nó khỏe hơn hẳn cái máy hồi nãy. Tại vì nó tới 35 Nm/m. Khi mọi người sử dụng máy khoan pin có một điều lưu ý, mình sẽ cho mọi người xem, mình sẽ chuyển qua bên đây nè. À, cái màn đen này chúng ta thấy nè. Mọi người thấy nhá lửa bên trong không? Cái chuyện đó là hoàn toàn bình thường nha. Nó không có bị cái gì hết á. Khi nào mà nó có vấn đề là sao? Khi mà nó nẹt văng ra ngoài luôn á, hoặc là lửa đỏ đó thì mới vấn đề. Tại vì sao? Máy này là máy chạy than. Khi nó chạy than thì nó phải có lửa. Luôn luôn là như vậy. Mọi người muốn không lửa là xài máy dòng fretless là không than. Nên những cái máy này nó sẽ thích hợp sử dụng gia đình, sử dụng đi công trình, không sử dụng trong những cái công trình liên quan đến cháy nổ như khí hơi ga, những cái hầm gì đó là người ta sẽ không có dùng cái dòng có than này. Tại vì cái tia lửa này nó sinh ra cháy. À, đó lý do tại sao người ta sản xuất dòng fretless là vậy đó. Không phải là tự nhiên người ta rảnh người ta làm đi. Tại vì sản xuất fretless thì nó sẽ tốn tiền hơn, khó bán hàng hơn. À, còn sản xuất cái này thì rẻ tiền hơn, dễ làm hơn, công nghệ đã có rồi, bây giờ cứ làm thôi. Nhưng mà cái nhu cầu sử dụng, người ta cần sử dụng nó lâu hơn, bền hơn. Cũng như là gì?
nó sẽ hạn chế những cái rủi ro tai nạn về lao động. Đó, hai cấp tốc độ luôn. Ở đây chúng ta sẽ chỉnh ở đây ha, đảo chiều trên thế này, đèn led. Con này thì sẽ không có cái phần kiểm pin ở trên máy, tại vì cục pin nó đã có phần kiểm pin hay gì đó. Đây, đây luôn nè. À, chúng ta sẽ kiểm pin ở đây, nó tích hợp trên cục pin rồi. À, không cần phải lên cái máy nữa. À, 15 cái độ trượt thì chúng ta chỉnh ở đây. Cái độ trượt là gì? Đây. Đó là cái khi mà mình siết, à, mình siết á, thì nếu mà nó quá cái lực nó sẽ trượt qua, nó không siết vô nữa. Điều đó sẽ bảo vệ cho cái gỗ mình hay là cái vật mình khoan hay bắt vít vào nó không bị nứt, bị tét. Đại loại là như vậy. À, mọi người phải hiểu. À, khi nào chúng ta sử dụng tốc cao thì mọi người cần khoan những vật liệu mềm. Còn khi nào chúng ta sử dụng tốc thấp, chúng ta khoan những đồ cứng thì chúng ta sử dụng tốc thấp. Đó, nghe đã là chưa? Ngon lành. Đó. Thì cái máy này nếu mà mọi người mua rời là 2.227.000. 2 triệu. Đúng không? 2.277.000. Đó. Còn mua trong combo này thì nó sẽ còn mức giá rất là tốt luôn. Đây. Cái máy thứ hai trong cái combo này. Đó là cái máy mài gốc. Công tắc bóp, không phải là công tắc trường. Mình rất thích xài cái dòng này tại vì nó tiện. À, bóp nó tiện lắm. Thì cái con này là M951-100L, nghĩa là lon á, lon là dài á. Còn 951 thì là nó khác, nó phân biệt với con 950 thôi. À, thì cái dòng này nó tới 950W lận. 950W công suất rất là cao so với những cái máy mài thông thường. Đây là cái tay cầm. Đó, tặng luôn tay cầm. Đây đó, máy khuyến mãi mọi người cặp chổi than luôn ha. Cái máy nào mà có than thì cái hãng này sẽ cho mình than dự phòng. Mọi người mà xài hết hai cục than này thì cũng khá là lâu á, chứ không phải đơn giản đi xài hết cục than này. Chỉ khi mà thợ mà cà đêm cà ngày thì nó mới nhanh hết than thôi. Còn bình thường thì rất là lâu hết than. Đó, cái công tắc bóp như thế này. Nó có phần nắp để bảo vệ chống bụi luôn nè. Đó. À, với lại cái này nó có một ưu điểm là dễ thay than. Chúng ta muốn thay than chúng ta cần bật cái nắp này ra thôi thì chúng ta thay được rồi. À, rất là tiện. Ở trong thì nó sẽ có một cái nắp than nữa. À, có một số dòng nó khó thay than lắm, tại vì cái máy nó nằm tuốt bên trong, muốn thay chúng ta phải lột nguyên cái máy này ra. Thường mà những ai không có kinh nghiệm lột ra là hết ráp luôn. À, là ráp xong là mất tùm lum la đồ, xong nó thành cái máy lành thành cái máy què. À, mình không biết thôi thì khỏi làm, nó để thợ người ta làm. Còn mò mò thì em yêu khoa học cũng được. Đó. Đó, dặn vô xài thôi. À, máy này chạy rất là ngon. Ở đây mình nãy mình quên đưa cái ổ điện lên rồi. Nhưng mà mình cái cho mọi người là nó chạy rất là tốt. Mình đã có một cái máy tại công trình này mình bao xài luôn. Chưa có hư, chưa trục trặc gì hết. Chỉ hết than thôi. Đó, hết than rồi xong rồi chỉnh thay than là xong. Đó. Thì cái máy này nếu mà mọi người mua rồi thì giá của nó là 700.000. 700.000 cho cái máy này. Còn nếu mà chúng ta mua trong cái combo này thì hai cái máy này thì chỉ có 2.699.000. Tức nghĩa là chúng ta đã được giảm tới 278.000 cho cái combo này. Đó. Mình sẽ chứng minh cho mọi người nó thuyết phục hơn bằng mình sẽ lấy cái máy này mình chạy cho chúng ta xem. À, mọi người thấy ôi ồn quá. À, cái giá của sự ồn ào, cái giá của sức mạnh đó là sự ồn ào. Mấy cái thằng nào to con bự con thì hay ồn ào lắm. À, luôn luôn như vậy. À, cái máy cũng vậy, công suất càng lớn thì nó phải càng ồn, công suất càng yếu thì nó càng êm. Ai muốn cái máy êm thì công suất nó sẽ rất là thấp, hoặc là chúng ta phải sử dụng công nghệ hoàn toàn khác. À, khử âm gì đó đại loại như vậy thì nó mới êm cho chúng ta được. Mà muốn vừa khỏe mà vừa êm nữa nó impossible, nó không có được ha. Rồi, combo số 2 chúng ta có thể mua ngay trên website của mình. À, với hai cái mã này mình sẽ gửi lại trong lần nữa mọi người. Đó, MBAG951, chụp hình màn hình lại đi ha. MBAG951 và MBCD18 đi. Chỉ cần add hai cái này vô giỏ hàng, tiến hành thanh toán thì sẽ tự giảm cho mọi người luôn. À, ok, không có cần xe bài gì hết trơn. Mình giảm là mình giảm, thì xe gì tới. Anh em mua thì cứ mua, thoải mái. Rồi, cái máy này. Đó, bây giờ tới cái combo số 3 là dành cho anh em. Cái anh hồi nãy anh hỏi cái việc cái máy khoan gì mà đi công trình lắp camera rồi đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái tip thứ 3. Và bây giờ mình sẽ đọc cái bình luận trước. Rồi, xin chào chạy trốn hiện tại, xin chấm cho em Giang Đỗ. Đúng rồi, Body 787, anh có thể tìm trên website
787 DCD 787 hay gì đó thì có, không biết có chưa, có đăng chưa nữa chứ. Đăng ký tài khoản web không thấy tin nhắn xác nhận lên ơi. Một là bạn điền sai số điện thoại, thường là như vậy. Chứ cái này mình test trên tất cả những cái máy đều có hết, cái này nó dùng của Facebook á. Anh em nào mà vừa đăng nhập điện thoại đúng số điện thoại và số tài khoản Facebook trên điện thoại đó là khi chỉ cần điền vô cái là nó tự dăng vô luôn. Còn nếu anh em nào mà không có đăng nhập á thì sẽ nó gửi về một cái mã, thì mình chỉ cần điền cái mã đó, không bao giờ bị quên mật khẩu. Nhập Canibet, Canibet đang trên đường về luôn nha bạn ơi. Có WeHa nữa, đỉnh hơn nữa. Em tìm Tlac trên. Tlac là gì ta? Tlac là gì vậy bạn Kim Hoàng Nguyễn ơi, mình không hiểu cái từ này của bạn quá. Quá đỉnh. Đó, Quốc Nguyễn. À, anh Vinh Maxro có bán pin 2A 3A không? Hiện tại nó không có bán mấy cục pin 2A 3A, nó chỉ bán cục pin 1.3 ủa 1.5A thôi. À, tại vì cái hướng đối tượng khách hàng của nó là chỉ cái người sử dụng gia đình thôi. Mà cái người sử dụng gia đình thì xài vậy thôi, không xài nhiều đâu. Một cục pin mà mình sơ cua hai cục mà sạc đi sạc lại là xài cũng không hết đâu ha. Hai bạn Đào Nguyễn. Ok, xin chào anh Nguyễn Chiến. Anh Vinh mãi livestream quên cả cạo râu, nhìn xấu quắc. Trời ơi, thiệt là tình quá đi. À, mấy bạn biết một ngày mình làm ở cái studio á, mình ngồi ở đây, tức là mình làm cửa cái công ty mình thì ở dưới là cửa hàng, mình chạy lên chạy xuống sổ hán luôn. Rồi ngồi đây là phải suy nghĩ là làm sao à lên cái chương trình, làm sao quay để mình đẹp trai hơn cho hấp dẫn hơn, mọi người yêu quý hơn. Rồi lên cái chương trình khuyến mãi làm sao để mọi người hấp dẫn, làm sao để mình bán mà mình vẫn có thể tồn tại có lời, bán giảm giá mà điên luôn, giảm giá mà kiểu giảm giá mà không còn gì á, là mọi người biết. Mình bán giảm giá hôm nay mọi người biết khổ lắm luôn á, toàn là ăn rau cải với bò không á. Khổ không chết. Sáng có chụp cái hình lên cho mọi người xem nguyên bó rau á, quá trời rau. Ăn toàn ăn rau độn không à. Độn với thịt bò. Ok, rồi, nói chơi mọi người thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần combo số 3 ha, không có nói nhảm nữa. Combo số 3 là một cái combo giá rất là tốt luôn. Chỉ có 999.000 cho hai máy. 999.000. 999.000 mà tới hai máy sao? Ok, không tin không? Vô quất. Đây. Đó, 1. 2. Đây, đó là hai sản phẩm khác của Maxro. Đó là đầu tiên một cái máy, đó là máy trà nhám rung vuông của hãng Maxro. Con này mã của nó là MBBS 230. Giá con này đang bán trên website của mình đó là 605.000, bảo hành 6 tháng, hàng chính hãng. Con này thì có gì đặc biệt nè? Đây nè, thứ nhất là nó có cái đầu hút bụi nè, đó là cái điều mình thích nhất. Khi mà mình xài những cái đầu này, nó sẽ có một cái điều tiện á, là nó sẽ hạn chế rất là nhiều bụi khi mà chúng ta sử dụng. Còn nếu mà chúng ta không có cái này á, thì mọi người xài nó sẽ rất là hay bị bụi. Tại vì sao? Tại vì á, bụi nó sinh ra xong cái trong nó li tâm, nó sẽ tạo một áp lực, nó hút vô cái bụi này trong cái túi này nè. Nó rất là hạn chế, còn không nó bay tùm lum tà la hết. Thứ hai, cái cơ chế mà gài nhám của nó cũng khá là đơn giản để chúng ta sử dụng. Cái đế này khi mà nếu mọi người xài sau này mà nó hư thì mọi người cứ đem qua bên store của mình, mình sẽ gửi về hãng, hãng sẽ thay mới cho mình, yên tâm ha, không có gì phải lo lắng hết. Đó, công tắc thì cũng rất là tiện để chúng ta sử dụng. Dòng công tắc trên đầu này nó sẽ có một cái bất tiện là mỗi lần chúng ta xài thì nó cái ngón tay, ví dụ cái người cái tay dài, cái ngón dài như thế này á, thì chúng ta phải đưa lên chúng ta bật qua bật lại, nhưng mà lúc đó thì nó sẽ không có để ý. Còn cái người mà cái tay nhỏ như mình có thể như thế này ha, thì cái này thì nó sẽ gọi là nhanh hơn. Nhưng mà về mặt sử dụng á, thì nếu mà cái tay dài thì làm về vẫn là nhanh hơn, còn nếu mà nhỏ thì làm về thì nó ok hơn. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Thì cái máy trà nhám rung thì nó rất là cần thiết cho những anh em nào sử dụng DIY nha. Thay vì chúng ta cứ lấy nhám chà vậy, chà vậy thì đến nỗi mà hôi nách luôn, nhưng mà nó vẫn không có láng được. Tại vì chà mà mồ hôi nó ra ướt cái nách luôn mà cũng không có láng được. Tại vì sao? Tại vì nó mất thời gian lắm. Còn bây giờ mình chỉ cần một cái này thôi, một cái máy này gắn cái tờ giấy nhám vô. Bây giờ thất hồn, gắn cái tờ giấy nhám vô rồi mình cứ ung dung ha. Mình vừa rung mà vừa làm cái chuyện khác được đó. Mình chỉ cần chạy qua chạy lại, rào qua rào lại thôi, nó cực kỳ đơn giản luôn. Con này thì có 230W. 230W về độ bền là cái mọi người sẽ rất quan tâm. Nó bền không so với boss Makita là sao? So vậy nó quá nhục nhã. So vậy nó quá khập khiễng, xin lỗi mọi người. Tức là tự nhiên mình giống như tự nhiên mình lấy cái hãng này mình đi so một cái hãng nó xịn hơn rất là nhiều, thì nó
nó không có phù hợp ha. Ví dụ mình so này với total, so này với DCA, so này với TBC, đã so phải so vậy ha. Chứ đừng so này với boss Makita thì nó không có hợp lý. Tại vì giá mọi người thấy không, giá rẻ rề à, giá nó chỉ có 605 ngàn, trong khi chúng ta mua con này của boss ha, của Makita tới 1 triệu mấy, giá gấp đôi mà, nó khác nhau rất là nhiều. Tất nhiên rồi, về mặt trải nghiệm sử dụng, mình đã từng sử dụng một máy chà nhám của hãng TBC. Cái máy đó mấy bạn bên xưởng mình gọi là khen rất là nhiều. Nhưng mà cái thương hiệu TBC thì mọi người sẽ không có biết nhiều, nên là mình không có ngại giới thiệu lắm. Mốt mình giới thiệu sau. Thì cái máy này hồi nãy giờ mọi người thấy á, là nó có một khuyết điểm chạy hơi ồn. Chạy hơi ồn. Anh em nào mà ghét sự tiếng ồn thì không nên mua máy này. Mà bản chất của máy chà nhám là ồn nha. Nhưng mà cái máy này nó ồn hơn máy bình thường, tại vì công suất nó 230W lận. Công suất nó hơi cao một chút, nên là nó sẽ hơi ồn. Nói trước cho mọi người luôn. Còn ai mà không có quan tâm vấn đề đó thì cũng không sao. Còn về độ bền thì cái máy này mình bán cũng khá là nhiều, và tới bây giờ mình vẫn chưa có bảo hành, hoặc là nó đã hư sau thời gian bảo hành rồi, nên là không ai bảo hành nữa, mình cũng không biết luôn. Ok, nhưng mà tiêu 6 tháng mà có 635 ngàn mà mình xài trong 6 tháng thì mình nghĩ nó cũng không có gì mà lớn lao. Mình đi mua đồ cũng vậy, lâu lâu ví dụ mình cần một cái máy rẻ, cần một cái gì đó rẻ, mình mua mình xác định xài vậy thôi, hết vậy, ok, hư bỏ mua khác. Còn nếu mà bỏ số tiền gấp đôi thì mình phải trông chờ thời gian gấp đôi, điều đó tất nhiên ha. Rồi, đó là cái máy đầu tiên. Cái máy này thì mọi người chưa hấp dẫn đâu, bây giờ máy này mới hấp dẫn nè, tại vì cái máy này đa số chúng ta đều muốn xài và cần. Đây là cái máy khoan động lực hai chế độ của hãng Masro 600W. Con này mã là MBID600V1. Con này xài hai bạc đạn đầu. Hai bạc đạn đầu là sao? Tức là trên cái, mình chỉ trên đây nó dễ hơn nè. Đây nè, chỗ khu này nè, cái khu này nó sẽ có cái bạc đạn ở trong đây, nó chuyển ở đây có motor đúng không, cái motor nó sẽ thẳng đây, nó có cái bạc đạn, từ bạc đạn nó sẽ chuyển qua cái nhông bên này để nó khoan và đục. Thì ở chỗ này nó có hai cái bạc đạn, nếu có một bạc đạn thì cái thời gian chịu lực chịu tải của nó sẽ không bằng hai bạc đạn, tức là double cái thời gian chịu tải của bạc đạn lên đó. Thì thằng này nó có một cái hay như vậy thì nó sẽ bền hơn. Con này thì có những ưu điểm sau. Thứ nhất là công suất từ 600W đủ để chúng ta sử dụng gia đình rồi. Chúng ta đi công trình khoan bắt chích là vô tư, khoan bắt vô sắt, hoặc là khoan tường, khoan bê tông nhẹ. Khoan bê tông nhẹ nha. Còn khoan nặng thì nó sẽ có một cái khác, combo số 4. Còn khoan bê tông nhẹ nhẹ hoặc là khoan để bắt những con vít không tắc kê của hãng Unica là tuyệt vời mặt trời luôn. Tại vì sao? Thứ nhất, công suất vừa đủ để xài. Thứ hai, máy nhẹ. Tại chúng ta sử dụng cái máy mà combo số 4 của mình sắp giới thiệu nó sẽ hơi nặng, tại vì nó bự. Còn máy này nó vừa tay, nó vừa sức. Những ai mà yếu thì có thể xài được. Ok, cái hiệu thứ hai, tốc độ nó là 2800 vòng trên phút, tốc độ tối đa, và nó có variable speed, tức là đa tốc độ, tức là bóp nhanh là chạy nhanh, bóp mạnh là chạy mạnh á, gọi là chế độ guarantee. Nó kẹp được tới 13 ly, đầu kẹp 13 ly, hai chiều trái và chiều phải. Trong cái bộ này thì nó cũng có rất là nhiều thứ để chúng ta xem. Đây là cái sách hướng dẫn phiêu hành, nó có tay cầm luôn, tại vì những cái dòng này nó có chế độ búa, mà khi mình đục vô tường á, có cái tay cầm này nó sẽ rất là nhẹ lực cho mình. Còn nếu mà mình xài hai tay như thế này mà mình vịn cho cái máy đó, nó sẽ hơi mệt mỏi, còn mình có cái tay này nó sẽ khỏe hơn. Đó, máy người thấy máy nhìn rất là đẹp nha, hoàn thiện rất là chỉnh chu. Chế độ guarantee là một, và hai là chế độ rồi giới hạn tốc độ tối đa, nó có chỉnh ở đây cái nút này. Mình cũng hay giới thiệu mọi người cái nút này, chỉ có công tắc là có nút này, tức là khi mình dặn cái đó thì tốc độ chạy tới đó là hết chạy nữa, nó không có chạy nữa, muốn thì chúng ta dặn lên. Đầu kẹp là đầu 13, và đầu này thì nó rất là chắc. Đây, ấy da, ổ điện xịn quá nên khó cắm. Đây, chế độ guarantee là như thế này, mình bóp nhẹ nè, bóp mạnh nè. Còn giới hạn tốc độ tối đa nha, mình vịn này ha, đây đã chạy hết tốc nè. Còn nếu mình chỉnh ra thì nó sẽ như thế này, này chỉnh quá rồi nó hết luôn, đó, nó dày rồi. Bóp hết mức là nó cũng vậy thôi, nó không có chạy thêm được nữa. Đây là đảo chiều như thế này thì rất là dễ sử dụng. Đây là chế độ chúng ta chỉnh chế độ búa hay khoan búa hay khoan thường. Khi nào chúng ta khoan tường hay bê tông thì chúng ta chỉnh qua chế độ búa, còn nếu chúng ta khoan gỗ, khoan sắt, khoan bình thường bắt dít, chúng ta chỉnh chế độ khoan bình thường. Đó, cái con này thì
giá bán bình thường là bao nhiêu? Con này giá bán bình thường của nó là combo số 4 621.000, một mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn đúng không mọi người? 621.000, hàng chính hãng ha, hàng chính hãng đàng hoàng nha, chứ không phải là hàng tào lao mới lao, và bảo hành 6 tháng. À, mình cũng hay xem một số chương trình bán hàng online trên TV á, mình thấy người ta bán một số thương hiệu không có thương hiệu gì luôn mà giá còn mắc hơn như vậy nữa. Và tuyệt chiêu của những cái đó là nâng giá lên tút trên cao luôn rồi xong giảm xuống, rồi xong cho anh em là không biết alo gọi điện vô dính trưởng. À, còn ở đây là giá này là giá mình đang bán là 621.000. Nhưng trong cái chương trình này nếu mọi người mua hai máy gì, cái máy hồi nãy, cái máy vừa nói con MBD600V1, đó là cái máy khoan hai chế độ đó. Thứ hai là cái máy chà nhám MBBS230. Tại sao mình xếp cái combo này? Tại vì mình dành cho những anh em DIY sử dụng gia đình là chỉ có 999.000. 999.000 cho hai máy bảo hành 6 tháng hàng chính hãng. Mình thấy mức giá này quá tuyệt vời đúng không? Và trong cái combo này thì mọi người đã được giảm giá là 227.000. 227.000 cho cái combo số 3 này. Và ok, mọi người chỉ cần lên website của mình đặt mua sản phẩm này là sẽ được tự động giảm giá của chúng ta. Mã giảm giá thì mình cũng có set, đó là Macro 600V, nhưng mà thực sự không cần S cũng không được, tại vì S nó sẽ có lỗi, tại vì nó tự động S cho chúng ta rồi. Đó, giảm 227.000, 999.000 cho cái combo này. Anh em nào mua tại cửa hàng thì nhanh chân đến mua cửa hàng mua để được cái ưu đãi này, vì chỉ có 7 bộ duy nhất hết là thôi. Rồi, và cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm nay sẽ là một cái combo nặng đô nâng cấp của cái combo vừa rồi. Hồi nãy thì nếu chúng ta không thích tại vì nó cái máy này yếu quá, hoặc là cái máy chà nhám này mình không thích, cái máy mà có tốc độ rồi cái bàn nó lớn hơn rồi nó bền hơn chạy êm hơn, ok luôn, có ngay cho mọi người. Đây, combo số 4 đó là một cái máy chà nhám rung hình chữ nhật có tốc độ luôn của hãng Macro, và một cái máy khoan pin, và một cái máy khoan hai chế độ trâu bò luôn, 850W, hai bậc đạn đầu, và thân phía trước là nhôm để có thể chịu lực tối đa chúng ta khi chúng ta khoan vô bê tông. À, quá đã đúng không? Bây giờ chúng ta xem nó có cái gì nè. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ máy chà nhám nè. Nhưng mà trước khi mình vô cái này thì mình sẽ cho mọi người tiết lộ là hai cái máy này nếu mà chúng ta mua bình thường giá của nó là 1.685.000 cho hai máy, chưa cần phí vận chuyển, áp dụng khi mua tại cửa hàng này nọ luôn ha. Nhưng khi mà mình giảm giá thì nó chỉ còn 1.499.000, là mình đã giảm cho chúng ta đây là 186.000. Giảm không nhiều, không nhiều so với hai cái kia, nhưng mà chỉ vậy thôi, không giảm được nữa nha. Ok, đó là mức giảm yêu thương lắm rồi đó. Muốn mua cứ lên website nhấn hai mã này MBFS250VQ và MBID850V. À, còn 850V này mình đang bán với mức giá là 950.000, còn MBFS250VQ này là 735.000. À, bây giờ chúng ta cùng nhau xem con này nó có cái gì đặc biệt. Thật ra con này mình thấy giá nó quá tốt so với cái chất lượng của nó, tức là chức năng. Đây là một cái máy chà nhám rung vuông có cái túi hút bụi luôn, có tốc độ phía trước luôn. Hang, ngon ha. Rồi, kẹp nhám nè. Đó, ngon lành cành đào. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra cho mọi người xem nó chạy như thế nào, có ồn hay không. Wow, sao mà êm quá trời đất luôn ha. Nè, đó. Mình đang chỉnh max tốc độ cho chúng ta xem. Đây tốc độ nhẹ nè. So với máy nãy thì mọi người thấy cái máy nãy mở lên cái là đó, rất là ồn ào. Còn máy này chạy rất là êm. Đó. Sử dụng máy này chúng ta sẽ không làm phiền người khác, đặc biệt là vợ con hoặc là hàng xóm. À, rất là nhẹ nhàng. À, nhưng mà vẫn đủ lực để chúng ta có thể chà nhám. Những cái máy chà nhám rung chữ nhật rất là thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta chà trên mặt phẳng lớn, chẳng hạn như là dán, bộ ván, bộ di quăng, miền Tây mình gọi là vậy đó, miền Bắc gọi là phẳng á. Rồi những cái mặt bàn, mặt ghế, nói chung trên mặt là chúng ta sẽ chà máy này rất là tốt. Hay gì chúng ta cứ chà tay như đánh DJ vậy nè ha. Thì bây giờ mình sẽ chà cái này đó, ủi đồ. Đây là một cái phương pháp để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng ủi đồ của chúng ta cũng được ha. Rồi thì cái máy này mọi người thấy khi mà mình buông ra thì nó dừng lại ngay, rất là êm.
nè. À, rất là êm luôn. Và mức giá cực kỳ hấp dẫn không? Một cái máy như thế này, bảo hành 6 tháng hàng chính hãng mà giá cho nó chỉ có 735 ngàn luôn, có tốc độ luôn. Có tốc độ mà có 735 ngàn à. Ok, rẻ quá đúng không? Bây giờ muốn rẻ hơn không? Ok, muốn rẻ hơn, mua thêm cái nữa là rẻ hơn. Là chỉ cần mua thêm cái máy này nữa là rẻ hơn luôn. Đó, bây giờ cái máy này có gì hay nè, bây giờ cho mọi người xem. Bự chà bá luôn. Đầu tiên, tay cầm của nó là bằng nhôm. Cái tay cầm nãy mọi người thấy con 600V1 đó là bằng nhựa nha. Tại vì cái máy này nó sẽ chịu tải nhiều hơn, chịu lực đập va đập nhiều hơn nên nó sẽ thiết kế bằng nhôm để nó tăng cái lực chịu của chúng ta. À, chúng ta dặn ra như thế này để chúng ta bỏ vào. Đây là sách. Đây là máy. Cái máy này lúc trước thì mình bán rất là nhiều, nó đứt hàng một thời gian. Hôm nay thì mới về lại được một số ít thôi. Kệ chưa? Rất là hàm hố. Phần thiết kế này nó thiết kế là bằng nhôm để chúng ta tối đa cái khả năng chịu lực. Đây là chế độ búa hai chiều, đa tốc độ, giới hạn tốc độ luôn. Đầu kẹp 13 ly ha, đầu kẹp 13 ly. Và cái máy này đem đi đục thì rất là khỏe. À, về độ bền cũng như nãy giờ mình nói, xưa giờ bán chưa bảo hành cái nào. À, một là nó hư sau khi bảo hành. À, hai là nó không bị hư. Đó. Máy này chưa kiểm định được. Nhưng mà thường đã qua được cái thời gian bảo hành là ok rồi. À, bây giờ mình xem đây, cái này là cái để chúng ta gắn vô, gọi là giới hạn cái độ sâu của mũi khoan chúng ta khoan. Nếu chúng ta muốn khoan 10 mũi, kích thước độ sâu là như nhau thì chúng ta sử dụng cái này. Khi mà chúng ta thấy nó vừa chạm cái này là tức nghĩa là cái chiều sâu mũi khoan mình vừa đúng. Cái đó do mình xét thôi, mình thiết lập ban đầu thôi. À, tùy mọi người muốn sâu bao nhiêu do mình. Máy này thì hơi nặng, những anh em nào mà xài mà giác lên cao thì hơi đuối. À, nhưng mà nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mà khoan nặng của mình. Mọi người khoan gỗ nặng, khoan tường hoặc là khoan bê tông thì chúng ta có thể đáp ứng được, hoặc là khoan sắt. Tại vì cái công suất của nó tới 850W lực, một công suất rất là lớn. Ok, và nó có hai cái bạc đạn đầu luôn nha. Hai bạc đạn đầu giống như cái vừa rồi mình vừa nói. Nên là cái khả năng chịu lực chịu tải của nó rất là tốt. Và bảo hành 6 tháng. À, hàng có hư thì mọi người cứ gửi về đây, sẽ có hãng nó lo. Mua đồ sướng nhất là hãng lo. À, cửa hàng lo cũng không khỏe bằng hãng á. Tại vì á, cái hãng là cái quan trọng nhất. À, cái cửa hàng họ cũng không có đồ thay giống như cửa hàng mình. Giờ mà bắt mà mình thay cái này mình cũng thay cho mọi người được. Bởi vậy mình bán cái gì? Mình lựa của hãng mình bán. À, tại vì sao? Hãng nó lo, có anh hãng bảo kê rồi, không có sợ nữa. Còn bán mà không có hãng bảo kê thì nó hơi lo, thì tất cả những trách nhiệm là mình chịu hết ha. Ok, thì cái combo số 4 này mọi người sẽ mua trên website hoặc đến trực tiếp cửa hàng, dành cho 7 người duy nhất. MBFS250VQ và MBD850V. Giá của hai bộ này là 1.499.000, đã bao gồm thuế và chưa bao gồm phí vận chuyển. Tất cả những combo nãy giờ mình giới thiệu mọi người đã bao gồm thuế hết nha. Anh em nào mua mà xuất quá đơn cho công ty á là vô tư. À, không có chuyện à, anh ơi giá này chưa bao gồm VAT, không có. Vô là có luôn, cứ muốn là xuất thôi. À, chỉ cần anh em mua làm cho hết là mọc sướng là xuất cho mọi người liền. À, rồi, đó. Nãy giờ mình ghi đây nè, nãy giờ nói nè, đó. Đầu tiên mình sẽ review lại nha. Đây là combo số 4 của chúng ta. Anh em nào chụp hình để có thể lấy cái mã này lên mạng chúng ta, website chúng ta đặt liền ha, để chúng ta không bị quên. Đây cái tay mình che là chữ V nè, nó không có chữ V là chụp nè, 2, 3 vô. Ok, cảm ơn mọi người. Sau đây đó là combo số 3. Nếu mà chúng ta không có nhiều tiền bằng combo số 4 thì combo số 4 là 1.499.000, trong khi combo số 3 chỉ có 999.000 thôi. Vô chụp hình nè. Ok, cảm ơn mọi người. Và đây là combo số 2 đó. Combo số 2 thì giá của nó là bao nhiêu? Là 2.699.000. Vô chụp hình nè. Ok. Và combo số 1 ta dễ mất tiêu rồi, nên là không có chụp hình luôn. Ok. Đó. Đó là tất cả những cái sản phẩm trong cái chương trình ngày hôm nay. Nãy giờ mình giỡn cho mọi người vui thôi ha. Hỏi vấn đề gì không thì mình sẽ giải thích cho anh em luôn. Yêu cái máy này quá. Rất là lâu rồi mình mới quay lại mình bán, mình review nó. Tại vì review hoài nó chán. Rồi, sạc pin rewatt bao lâu nữa có? Chuẩn bị có rồi. Thích quá nhưng có rồi. Ok, bán mua lại cái máy anh ơi. Anh Vin nãy live stream quên cả cào rau. Rồi, này đâu rồi, ok. Rau cải với gì? Với bò Kobe, đúng rồi. Tội nghiệp lắm, khổ sở lắm. Ăn rau độn với bò Kobe.
Có bán lẻ máy mài không? Có luôn nha anh. Anh muốn mua bán lẻ thì cứ lên mua ha. Và giá thì nó không có khuyến mãi, nhưng mà giá nó rẻ rồi, giá nó rẻ lắm rồi ha. Mua thoải mái đi, nhiều đó không có đáng bao nhiêu hết. Mọi người mua rẻ hơn vài chục ngàn hay là bao nhiêu tùy mọi người, thích chỗ nào mua mua, thấy rẻ hơn cứ mua thoải mái ha. Xin chào anh Phan Phong Phan, muốn có cơ hội tới tận nơi của anh Vinh. Ok, ngày mai bắt xe tới liền anh ơi, nếu mà xa quá thì có thể đi máy bay vô ha. À rồi, góp ý kiến ngu tí anh Vinh, bán hàng tặng kèm cho khách mua nhiều và thường xuyên chiếc áo có logo thích là mộc vừa ý nghĩa. Có luôn, đang làm, đang thiêu ha. Còn bây giờ hiện tại mình đang có một chương trình gọi là một cái hộp yêu thương của thích là mộc ha. Ủa, của store là mộc chứ. Cái hộp chất lượng cao làm tại Đài Loan hay Trung Quốc, quên ta, Đài Loan. Cái hộp đó nếu mà mua bình thường khoảng 200-250 á, mình đang bán có 150 ngàn thôi. Hôm nay mình bán cũng khoảng mấy chục cái rồi, tại vì cũng có nhiều người yêu thương tới ha. Giới thiệu một lần thì thường mọi người sẽ không có nhớ đâu, nên là mình phải tận dụng, mình giới thiệu đi giới thiệu lại ha. Ok, mọi người đợi chút đi, lấy cái hộp đó cho mình coi luôn, lấy anh cái hộp cho mọi người xem. Ok, cảm ơn bạn Đào Nguyễn nha. Mình đang làm cái tập về của store là mộc ha. Cái tập về có in logo luôn, tại vì cái áo thì nó bình thường á, còn cái tạp về thì mọi người khi mọi người làm mộc và mọi người làm DIY ở nhà đó là mình sẽ có một cái để mình tròn phía ngoài à, nhìn nó rất là đẳng cấp, rất là đẹp, giống như mấy ông Tây á, hay làm á. Rồi ở đó mình sẽ bỏ thêm những cái dụng cụ phụ kiện rồi vô à, nó rất là dễ thương. Địa chỉ web là storelamoc.vn à, nó có trên ngay trên cái trên đây nè, hình như là có nè. Ok, còn gì nữa không, dài quá anh em, dạo này bình luận quá trời. À, có khuyến mãi máy khoan pin điều quát không? Máy khoan pin điều quát chỉ không có khuyến mãi mà đang muốn tăng giá nữa đó. Nên là anh em nào muốn mua thì mua bây giờ nha, và bữa nó tăng lên thì nó sẽ giá nó cao hơn 10% á. Anh có tuân dùng tuốt vỏ cáp dòng trục cáp? Có luôn, đang nhập về hàng của Đức nha, Futuro. Giá hơi cao chút, khoảng tầm dưới 1 triệu một cái hoặc là 1 triệu mấy, nhưng mà là hàng chất lượng cao. À, anh giới thiệu dòng máy khoan của hãng Stanley hay điều quát? Cái này mình giới thiệu nhiều rồi, trong chương trình này là chương trình khuyến mãi của hãng Maxro, mình chỉ ưu tiên dành tình yêu của mình cho Maxro thôi. À, anh em nào muốn hỏi những cái khác thì mình sẽ có một cái video khác để giới thiệu mọi người cái đó. Maxro xài ok, Maxro xài ok anh. Nói chung là dân công trình, dân sư gia đình xài được đó, thì vậy được rồi, vậy là quá ok rồi. Mà đặc biệt là giá rẻ mà chính sách bảo hành này nọ này mình thấy cũng ok. Mình làm việc với Maxro thì mình thấy cũng tốt hả, cái những cái chính sách của họ bảo hành này nọ nó cũng tốt, cũng nhanh hả. Và đặc biệt giá là đầy đủ VAT luôn hả. Hả, cái hùng bự và bá ngay chỗ cái hùng màu đỏ đó, cái hùng màu đỏ cái logo của mình á. Rồi anh em có hỏi vấn đề gì nữa không mình hỏi ha. À, nãy giờ giảm lượt xem quá trời, từ 100 người xem giờ còn 51 à, tức là cái này có thể nó không có hấp dẫn lắm, nhưng đối với mình thì cũng hấp dẫn đó chứ, những ai cần thì hấp dẫn, còn ai không cần thì không hấp dẫn. À, rồi ok, mình sẽ lấy cái thùng lên cho chúng ta xem. Cái thùng này 150 ngàn ha, thùng yêu thương. Trong cái thùng này thì chúng ta về chúng ta có thể bỏ mút vô để chúng ta có thể để đặt những cái đồ nghề của mình, những dụng cụ của mình như tùy mục đích sử dụng mọi người thôi. Hoặc là chúng ta để hồ sơ cũng được, sách đi du lịch cũng được, bỏ quần áo cũng được nữa. Cái thùng nó để quần áo được. Chẳng hạn như để vài cái ba cái quần xì, cái quần ngắn này nọ thì cái áo thun thì ok. Những ai mà đơn giản như mình thì cỡ vậy là được rồi, không bỏ được đôi dép, đôi giày thôi. Còn quần áo là nhét vô vừa. À. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái thùng đó. À. Anh em nào có câu hỏi gì mọi người cứ hỏi đi nha. Có mài lưỡi cưa không? À, ở đây không có mài lưỡi cưa anh. Ở đây em có chỉ trực bán hàng thôi. Không có dịch vụ là mài lưỡi hay những cái liên quan thì không có làm. Ok rồi, còn gì nữa không? Chương trình này mình sẽ áp dụng cho 7 sản phẩm, 7 một cái combo duy nhất. Hết thì thôi nha. Mình thỏa thuận với hãng như vậy rồi, hãng nó cho mình với hỗ trợ cho mình như vậy thôi. Và mình làm. Hết cái chương trình thì giá nó bình thường nha mọi người. Hiện tại là giá bình thường rồi, nhưng mà nếu chúng ta add cái combo vô thì hết cái số lượng combo đó thì giá nó sẽ không có giảm gì hết. Chẳng hạn như combo đầu tiên 2.220.000 thì là 2.220.000, không có giảm 220. Combo số 2 2.950.000 là 2.950.000, không có giảm 278.000. Nó là vậy đó.
rau sạch thương hiệu là mọc bao nhiêu một ký, rau này cho luôn. Anh em nào qua store mình mua hàng trên 200.000 có nhu cầu ăn rau sạch thì cứ liên hệ, mình sẽ tặng một cây cải salad ha. Salad sola gì, salad gì ta, salad Mỹ gì đó. Anh nói chung nó đắng lắm. À, anh em là ăn đắng thì ăn, hoặc là mình sẽ cặn cho một cái cây cải ba xanh, hoặc là một cây cải cái cải gì quên ta, cái cải gì mà đã chiên nấu canh với cắt lát á, mọi người sẽ ăn nó lớn lắm rồi, giờ không ai ăn thì nó cũng già á. À, đó là mọi người tới đây có nhu cầu thì ok, thật tình mình nói thật tình nha, có muốn xin cây rau thì bên mình sẽ sẵn sàng tặng cho mình xây rau về sách tặng vợ. Tối đó ngồi ăn nhớ tới Thích là Mộc, coi chương trình của mình, coi chương trình livestream rồi ngồi ăn cũng ngon. Ở đây thì trưa nhân viên mình hay hái xuống để chấm chấm gì ta, thịt kho mắm ruốc, nói chung là dễ ăn. Còn ăn ngoài không thì nó ngán, thêm miếng rau thì nó đỡ ngán hơn chút xíu. Mình ngày mai thì mình sẽ trồng thêm một đợt rau mới, sắp tới sẽ có rất nhiều loại rau khác nhau. Và có một điều nữa là sắp tới mình sẽ có kết hợp với bên Thủy Canh này nè, mình sẽ bán cho mọi người cái dàn rau thủy canh mà người ta làm sẵn, tức là mình mua về là mình chỉ cần lắp đặt xong nó chạy rồi mình trồng rau lên mình ăn thôi. À, nó rất là tiện lợi, không còn phải làm cái gì hết. Thì cái đó dạng module á, module mua về là để lên có chỗ nào có đủ nắng là cây nó phát triển được là ok thôi. Trồng này dễ lắm mọi người ơi ha. À, cái hộp màu đỏ em biết hả? Trong kho mà. À, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi tính sao. Ở trong kho có mấy cái thùng bự đó, là đó, cái thùng bự chà bá cho mấy cái nón bảo hiểm đó. À, rồi sắp rồi đó. Máy nắng khí Maxro ok không? Maxro ok nha anh. Cái máy này đang xài bên xưởng ha. Mình đang xài bên xưởng, chưa có vấn đề gì hết. Vinh có bán lưỡi cưa hợp kim 135 không? Lưỡi cưa hợp kim 135. Cái lưỡi này đặc biệt quá, cái size này nó không có vô cái nào hết trơn á. Người ta thường là size 110, 125, 145, 150, 160, 165, 185, 190, 200, 216. À, rồi 255, 254, 300, 305, 355, 400. Đó là những cái lưỡi cưa hay có trên thị trường á. Còn cái lưỡi cưa của anh thì chưa thấy. Chắc là hàng nội địa Nhật hay sao rồi, đại loại vậy. Đó. Không có thương hiệu rồi. Tư vấn cưa chốt. Ok, anh muốn cưa chốt thì hiện tại bên store có hai sản phẩm. Một là cái cưa của hãng KDS, cái cưa giống như cái cưa tay vậy đó. Nhưng mà cái bản cưa rất là mỏng, chúng ta có thể đè xuống sát bằng như thế này, nó cong được như thế này để chúng ta cắt. Thì cái cưa đó ngoài việc cắt chốt, chúng ta có thể cắt những cái khác, cái nào cắt nhựa, cắt ống nước cũng được. Và thứ hai là cái cưa của hãng Onishi thì nó rất là chuyên dụng để cắt chốt. Nó là giống như cái bàn ủi vậy đó, mình cầm vô nó sẽ đè sát xong mình cắt, nó rất là sát nhưng nó sẽ không có đa dụng bằng cái cưa kia. Nhưng được cái là hiệu quả tạo ra là cực kỳ tốt so với cái cưa kia. À, nó có thể cắt dụng cái ống nước mình nó dư, mình cũng thể cắt được cái phần dư đó bằng những cái mặt phẳng của mình luôn. Còn chốt thì khỏi nói rồi, chuyên dụng rồi. À, đó là hai cái đó thì mình nghĩ là hợp nhất. Ở trên Việt Nam mình, ở Việt Nam mình nếu anh muốn mua cái gì đó thì cắt chốt hầu như không có. Không có cưa là cắt chốt đó. À, cưa ở ngoài là chỉ bản chà bá thôi. Chỉ cắt củi thôi chứ không cắt chốt được á. Cái này cái chốt bự cầm tay nè thì cắt được, mà cái chốt bự của Út này không cắt được đâu. Và đa số người ta là người ta không có dùng cắt chốt, là người ta lấy cái máy mài người ta mài. Nhưng mà mài á nó rất là dễ bị phạm vô một cái là phải đắp thì rất là cực. À, đó là cũng không có cần á. À, cái đó là ok nhất đó anh ha. Anh mua hai cái cưa KDS và cái cưa của Onishi. Mình cũng có một cái bài review về cái đó rồi, còn cái cưa KDS chưa review, cưa Onishi rồi review rồi. Một gian thủy canh trồng rau bao nhiêu? Cái đó thì họ chưa có báo giá nữa anh ơi, nên là cũng chưa biết bao nhiêu. Nhưng mà nguyên cái hệ thống rau của mình ở đây là 32 triệu á. Thật ra nếu mà làm nguyên hệ thống này tính ra cái tiền mình làm nó còn mắc hơn tiền đi mua rau. À, 32 triệu mà mua tiền rau thì mọi người nghĩ ăn chắc bao lâu mới hết. Ăn 1-2 năm trời chưa hết tiền rau đó nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là ngoài cái việc là mình ăn, tại vì không phải là mình trồng để mình ăn. À, mình trồng là để một là mình lấy cái không gian xanh. À, thứ hai là mình lấy cái cảm hứng. Tại vì sao? Đi chăm sóc rau cũng rất là vui. Rất là vui ha. À, rồi cái điều thứ ba là có rau sạch để ăn. Tiếng là rau không bị phun thuốc trừ sâu. Ít nhất là như vậy. À, ít nhất là như vậy. Đó. Thì ba vấn đề đó. Thì chúng ta đánh đổi cái số tiền đó để chúng ta mua lại
những cái giá trị trên thì nó ra cái giá trị của cái dạng rau thủy canh. Còn nếu không thì chúng ta có thể tự làm được, nó cũng không khó đâu. Ở trên mạng người ta chỉ nhiều lắm, rất là nhiều người chỉ luôn. Nếu mà tự làm thì giá rẻ hơn khá là nhiều, tự mua ống nước về làm luôn. Còn anh em mà có thời gian mua vàng nó làm sẵn về đắp lên xài thôi cho nó tiện. Hệ thống thủy canh mình có phải che nắng không hả chồng? Hệ thống thủy canh là phải trồng ngoài nắng, chỗ nào càng có nhiều nắng thì nó sẽ càng tốt, còn che lại là nó chết queo nha. Tại vì những cái rau mà trồng thủy canh đó là rau dạng nắng. Mình trồng rau mà chứ đâu phải trồng cây kiểng đâu. Anh em nào trồng kiểng trong phòng á thì sẽ cần che nắng. Còn anh em nào muốn trồng rau xanh để ăn lá đó thì đem đâu mà nắng mà trồng. Còn đeo vô phòng trồng thì chứ ăn rễ thôi chứ không có rau, không có lá mà ăn đâu ha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Nãy giờ là bao nhiêu? Một tiếng đồng hồ. Cũng nằm trong cái kế hoạch của mình, tức là thường một cái video mình quay là mình muốn giới hạn trong khoảng ngắn thôi. Những video livestream mà giảm giá thì tầm khoảng tiếng trở xuống. Còn những video mà review thì sắp tới mình sẽ làm tầm khoảng 3 phút một sản phẩm thì xem sẽ đỡ ngán hơn. Nói vậy đó. Ok. Rồi. Chương trình livestream của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu mọi người có nhu cầu mua sản phẩm thì cứ lên website storelamoc.vn để đặt hàng. Còn không thì mọi người có thể inbox trên facebook.com/thichlamoc hoặc alo 02 8 0287 300 7 368. Đây mình sẽ cho người xem cái thông tin đó đây. Đó, đầy đủ thông tin của chúng ta ở trên này. Địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đầy đủ thông tin ha. Anh em nào có nhu cầu thì chúng ta mua, còn không có nhu cầu ok xem chơi vui thôi, không sao hết đó. Và cái chương trình khuyến mãi này thì mình sẽ áp dụng duy nhất 7 sản phẩm, 7 cái combo thôi. Mình đã bảo người giá mình là rất là tốt rồi. Với những cái giá trị mang lại và với cái giá đó thì mình thấy quá rẻ. Anh đưa body 787 lên website nha. Em tìm hiện tại chưa có lên nha. Tại vì chưa có. Nói chung có hàng anh sẽ cửa hàng rồi mà không có ai đăng lên. Cưa trượt giá. Cưa trượt ô tiếp là gì anh ơi? Anh bình luận khó hiểu quá. Xoẹt chứ không phải xoạt. Xoẹt chứ không phải xoạt không? Dùng từ xoạt bây giờ rất là nhạy cảm nha. Ok, các bạn chưa đánh tiếng Anh. Rồi, cảm ơn mọi người. Chương trình mình kết thúc ở đây. Chúc mọi người có một cái buổi tối ngon giấc. Nếu mình còn sức thì mình sẽ làm một cái livestream khác, nhưng mà mình nghĩ chắc hết sức rồi. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.